chiều nay ra bờ sông Giang, thấy con chuồng chuồng bay về, chuồng chuồng đưa tình bao, mai này về chốn xưa. Đành ôm mong nhớ thương mẹ già xứ xa, suốt đời mang theo núi cao
tình não vơi những ngày tháng đông sâu. Tụi nó ra đi những nẻo đường xa, tụi nó bôn ba mỗi thằng một nơi, ra đi có thằng làm thuê, có thằng về quê ước mong sao gặp nhau. Cho Quốc Linh. Yeah. Hên quá, con hát có ba chiếc xe này thôi. Xe đạp, xe máy rồi xe xích lô. Con mà hát cái bài nào liên quan tới xe lửa chắc chương trình phải đầu tư đó con hả? Xin được mời ý kiến của ban giám khảo ạ. Mời cô Kim Xuân. Sao mà con nhỏ xíu vậy mà con lại có một cái nội lực ghê luôn á. Đặc biệt là những câu cuối cùng của con á. Trời ơi, nghe thương kinh khủng luôn. Con làm cô nhớ những năm trước, nhớ Tấn Bảo nè, nhớ Đức Vĩnh nè. Cũng là một cái cậu trai nho nhỏ nhưng mà giọng hát nồng nàn, mà cái âm nhạc của con nó cũng gần gũi lắm. Cái chất của huấn luyện viên đã phả vào cái bài hát này rất là rõ, rất là giản dị, rất là chân thành và rất là gần, gần lắm với đời sống lao động của rất là nhiều người. Và cái giọng con cũng vậy, nó ấm mà nó thương lắm. Thì cô nghĩ là trên cái đường con đi,
là con sẽ tiến rất là xa. Con có một cái chất giọng lạ lắm, con hát thoải mái, rất tự nhiên. Bác khuyên là chọn những cái bài nào cái tông nó trưởng thay vì tông nó thứ. Tại vì bolero nó đã chậm rồi, nó lại hát tông thứ, nó lại kể những câu chuyện buồn thì nó sẽ lấy năng lượng của chúng ta đi rất nhiều. Thế thành nên nếu muốn hát bolero thì chọn những cái bài nó tươi một chút, vâng, để mà giữ lấy cái đẹp, giữ cái hy vọng trong cuộc đời. Chứ còn nếu mà cứ để tâm trạng của chúng ta buồn như những cái bài hát buồn đó thì là một điều không hay nhá. Mà ở nhà đó, con thích hát hay là con thấy ba mẹ con hát? Dạ, con thích hát ạ. Mà con thích hát mà con có cái mộng ước gì về cái nghề này? Dạ, con muốn được làm một ca sĩ đứng trên một sân khấu lớn ạ. Rất tốt. Tự vì con có đam mê, con có thích thì con mới trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp được. Và nói thêm là có lẽ là bây giờ con quá nhỏ để mà hiểu những cái điều này đâu. Thế nhưng mà đa số chúng ta nghĩ là chúng ta chọn một cái nghề nào đó, tôi chọn làm ca sĩ, tôi chọn âm nhạc. Nhưng mà không, thật ra là tổ âm nhạc chọn chúng ta nhá. Thế thì bây giờ con còn đang trẻ, con thích hát là con cứ hát, con muốn nổi tiếng cũng được, mà con muốn đem lại niềm vui cho cuộc đời cũng được. Đúng vậy không bà? Dạ đúng rồi. Ok rồi. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ba giám khảo. Bây giờ chắc là ba Trung và mẹ Nhi phải chia sẻ tí xíu với con hả? Mời ba Trung. Từ những năm sau này con bắt đầu theo cái dòng nhạc bolero. Khi mà con dạy lại cho các bé đó thì con luôn luôn là nghe những cái lời dạy của các cô chú đi trước. Có một lần con thi game show thì cô Phương Dung có dạy con như thế này: hát bolero đầu tiên nhất là phải đúng lời của nhạc sĩ là điều quan trọng nhất. Mình hát sai lời là sai hoàn toàn ý nghĩa. Thứ hai là phải rõ lời, và thứ ba là cảm xúc. Thì ba điều này con đã nghe được những cái dạy, những lời dạy của cô, và con đã truyền lại cho các bé. Và hy vọng là cái tiết mục này sẽ làm hài lòng của các cô chú và tất cả quý vị ở đây. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn Hồ Vị Trung rất là nhiều. Và với sự cố gắng này, ngày hôm nay thì Quốc Linh của chúng ta đã có một ca khúc rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Một tràng hỗ tay nữa cho Quốc Linh. Xin được chúc mừng con. Mm-hmm.
giọng cô. Tuy ba không còn ở bên con, nhưng lúc nào ba cũng dõi theo con. Cố gắng lạc quan mà sống, tự tin mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ lên con. Ba, ba ai biết không, mỗi đêm con hằng mong ba sẽ tìm về lại bên con như chim tìm về tổ. Trời đông áo dần chỉ rách con mang, ai cho miếng cơm đói lòng để một mai ấm nó mộng lành. Con nhớ tên ba trong đời con, giờ mẹ đã bỏ con rồi ba ơi. Tìm ba tận cuối non cao, dù ba ở chốn nơi nào, mỗi đêm con hằng nhớ ba ở chốn.
tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, suối một thuở lạnh đanh. Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dầm vui. Trường quen vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Ngày đó tay em dài vốn cuộc tình thật đây, mơ toàn truyền trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh nhiều, trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người. Nhờ ai đời nỗi trôi
đôi tóc mẹ đã ai màu như dài đang dầm sương rồi từng lòng.
còn ngàn năm cứ rơi hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh trà trời xa mưa giông cho buồn lòng đưa con xa xứ, dòng con với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Trời đẹp nắng lên, mái lá nghèo không còn giá lạnh nữa. Cả nhà vui bên bữa cơm nghèo, nhưng buổi chiều trời đã mưa giông nước, cha mẹ đã đi đi mãi không về. Trên sông buồn mưa tạnh, con ngồi mình muốn chút cạn thâm tình nở theo hương khói bay bay. Trời sao bài cánh lá lai cho quan nghẹt lâm tai, giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay. Mẹ ở trên đời
quên màu tóc mẹ đã một thời sẵn nắng sầm mưa. Có lúc ta quên nhìn chán mẹ, còn bao nghĩ suy dù ta lớn khôn rồi. Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ, còn chờ ta mỏi ngóng đêm xưa. Có lúc ta quên nhìn dáng mẹ, chợt quên hiểu ngày ta bước vào đời. Có lúc ta quên thời gian qua, đường ta càng xa vòng tay mẹ. Sao ta quá xa? Có lúc ta quên nhìn áo mẹ, chợt mong manh quãng gánh chiều đông. Hát khúc hát ai quên mình có mẹ, một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời. Màu tóc mẹ đã một thời say nắng sầm mưa. Có lúc ta quên nhìn chán mẹ, còn bao nghĩ suy dù ta lớn khôn rồi. Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ, còn chờ ta mỏi ngóng đêm xưa. Có lúc dáng mẹ chợt quen hiu ngày ta bước vào đời. Có lúc ta quên thời gian qua, đường ta càng xa vòng tay mẹ ngắt lại. Có lúc ta nghe từng nhịp đời mẹ thật gần, sao ta quá xa? Mong manh quãng gánh chiều đông. Hát khúc hát ai quên mình có mẹ, một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời. Cò cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sự giận dữ của thiên nhiên thay nhau tác quái không cho bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Mãi cho đến một ngày truyền thuyết xuất hiện. Xì rào ngọn gió, gió ở trên nắng, gió gọi tình yêu tìm nơi ru của biển. Xì rào ngọn sóng,
sống ngoài khơi xa, sống dù tìm cha đến ngàn non tìm mẹ. Di ra di ra, di ra di ra, di ra di ra, di ra di ra. Chuyện cổ tích ngày xưa, trời xanh chỉ hai người, là lòng quân nâu cơ gặp nhau trên thế gian, loại người bắt đầu yêu. Chuyện trăm trứng sinh ra, 50 đi lên núi, 50 xuống biển sâu. Biển sâu đại dương có bàn tay cha giàu, mặt đất hoang vu bèo cờ say đắm. Tìm lời giúp của miền thì dòng ngọn sông sông ngoài khơi xa, sông du tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Dì dào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu tìm lời giúp của biển. Dì dào ngọn sông sông ngoài khơi xa, sông du tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Lòng tơ vương không quản rừng cao sâu cách trở, cùng đến Phong Châu xin mỹ nương. Khi tình yêu gạt đi lý trí, là khi biển khơi thở than vì những hoang tàn. Khi tình yêu đậm ta kiều hơi tan biển dài, kẻ đánh cắp trái tim vì thương em là ai, trả lại đây những anh bình minh lưới ta, chỉ vì em có thấy tiếng sông gầm gào vang vách đá, có thấy những tiếng cười trên giữa nhân gian. Đời Hùng Vương thứ sáu, nước nhà đang bình yên, bỗng giặc Ấn khát máu sáng xâm lấn nước mình. Một hôm loa vang gọi của sứ giả loa loa, ai là người tài giỏi mau ra cứu nước nhà. Chú bé rồng đã lớn nhanh thật rồi, yêu quê hương yêu nước ngon nhà. Lũ giặc đến chú xâm phạm nước ta, rồng sẽ đánh cho cuộc giặc thành ma. Rồng đã lớn rồng đánh giặc một mình, cho người dưng sông nguyên vui thanh bình. Lũ giặc đến sẽ không còn đường về, hãy ghi nhớ tên anh hùng nước Nga. Thanh rồng ngàn năm anh hùng, thanh rồng ngàn lời vẫn ghi, thanh rồng là trang anh hùng, thanh rồng là người nước Nga. Thanh rồng ngàn năm anh hùng, thanh rồng là người nước Nga. Thanh rồng ngàn trang anh hùng, thanh rồng ngàn lời vẫn ghi. Lời tu là âu dân tình khinh đê, chuyện cổ tích Việt Nam. Wow, Văn Minh và Ngọc Châu, quá tuyệt vời. Thank you dancer, xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Cái câu kết quá đẹp luôn, quá là hoành tráng, bởi vì các con giống như là đưa tất cả quý vị khán giả và ban giám khảo về với một tuyển tập câu chuyện cổ tích hoàn toàn khác nhau, trong đó có là con rồng cháu tiên, sơn tinh thủy tinh và thánh giống nữa. Và âm nhạc đúng sở trường của mình đúng không, cho nên là rất là tự tin. Xin được mời ý kiến của ban giám khảo. Mời chị Đoan Trang trước ạ. Thực sự mà nói là tụi con trưởng thành, tụi con đã cảm nhận được bài hát của mình, tụi con có được cái tinh thần đó. Không phải là mình được tập, được luyện rồi hát theo lời của thầy cô nữa, mà các con hoàn toàn chủ động trên sân khấu. Ngọc Dầu như cô đã nói với con là con rất là biết cách để mà làm cho mình tỏa sáng.
Còn với Văn Minh cũng vậy, cô thấy càng ngày con càng thể hiện được cái tôi của mình trong âm nhạc. Cái tạo hình của tụi con ngày hôm nay quá đẹp, đồ trang phục đầu tư rất là đẹp. Cô là bình thường cô cũng khá là đơn giản ngay cả trên bàn giám khảo, bởi vì cô muốn thể hiện cái cá tính riêng của mình trong cái trang phục, trong cái thời trang của mình. Cho nên ngày hôm nay cô có cái vương miện này cô đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng mà hai cái vương miện của tụi con là gấp 10 lần ha, hai cái vương miện của cô. Có nặng không con? Cô yên tâm đi, mình đã chiếu hơn cô rồi cho nên thì cô đó, chính xác. Tụi con cũng một lần nữa cho cô thấy Văn Minh với Ngọc Dầu là ở đây biết cách hòa quyện với nhau. Ai hát chính thì là cái âm lượng của người đó phải lớn hơn, ai hát bè thì biết bỏ micro xa hơn chút xíu. Mà hai người này là không phải là một người hát chính một người hát bè không đâu nha. Người này hát chính, người kia hát bè, qua câu kia người này trở nên hát chính và người này hát bè, xen kẽ và thay xoay chuyển liên tục. Như vậy là chứng tỏ là cái thẩm âm cũng như là cái nghe nhạc, cái năng khiếu nghe nhạc của tụi con rất là cao độ. Bởi vì tụi con có thể nghe được bạn, tụi con có thể nhớ được cái âm của mình, cái hợp âm đó như thế nào để vào cho nó đúng chuẩn xác. Rồi thêm cái nữa là ngoài cái phần đó ra, tụi con còn phải chiến đấu với những cái việc như là lên tông, rồi phải làm cho khán giả sôi động ở những cái phần sau, rồi phải cùng với vũ đoàn. Phải nói là một tiết mục thành công, cô thấy cô rất là mừng cho Văn Minh Ngọc Dầu. Xin cảm ơn cô đại ca. Chú Gia Bảo ơi, chú thấy sao? Chú mới mở đầu chương trình mà dội chứ chú. Thật ra là chú Gia Bảo cũng rất là bất ngờ, bởi vì đây là một tiết mục mở đầu. Thì thường là những tiết mục mở đầu á, người ta hay bị lo, với lại hay bị run, hay bị sợ. Nhưng mà ở hai con là thấy không hề có một sự run rẩy gì hết. Và hai bạn diễn rất là có giao lưu với nhau, chứ không phải là mạnh ai nấy hát. Và chú thấy trong hai bạn đó thì bạn Ngọc Dầu có vẻ là bình tĩnh hơn, còn bạn Văn Minh thì chú Bảo thấy là con có một cái phong cách hát rất là riêng biệt đó. Mà nếu mà gọi là người lớn thì có chú Đàm Vĩnh Hưng mà lửa rần rần, và chú Bảo thấy con có được cái màu sắc giống chú Đàm Vĩnh Hưng rồi, rất là lửa. Và đặc biệt đây là một cái tiết mục cổ tích nhưng mà lại là một bài học lịch sử nữa đó, rất là bổ ích. Và bởi vì mình có nhắc tới cha Lạc Long Quân mẹ Âu Cơ, là từ đó mà ra những câu chuyện sau này, và cuối cùng là Thánh Gióng đánh đuổi giặc để bảo vệ bờ cõi của chúng ta, là nhắc nhở tất cả mọi người dù trong thời yên bình nhưng chúng ta cũng phải biết luôn luôn với tư cách là bảo vệ đất nước chủ quyền của chúng ta. Là một tiết mục phải nói là mở màn rất tuyệt vời và làm dậy sóng toàn bộ khán giả ở đây. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai con. Dạ, con cảm ơn chú. Mời chú Hoàng Nhật Nam tiếp nối ạ. Chú có một cái điểm góp ý thôi chứ không phải là chê. Dạ. Mọi thứ là cứ lên cao trào và dậy sóng. Và cái điểm ao cuối rất là quan trọng. Khi mà vũ đoàn các cô chú nâng hai con lên để kết thì có một cái dàn trống giang bang. Đó thì mình đưa tay ra thì mình đưa bị sớm quá. Thì nếu như mà tụi con canh đúng á, thuộc bài hơn thì mình canh đúng cái nhạc đó, mình mới băng ra thì nó ép phê hơn. Nhưng mà chú nghĩ đó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi, đúng nó không rồi, đáng kể lắm đâu. Còn lại thì tổng thể thì chú rất là thích. Thích cái năng lượng của tụi con truyền đến rất là rực lửa. Chúc mừng hai con. Dạ, con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và chắc chắn rồi tụi con đang rất vui đúng không? Bởi vì là đã hoàn thành xong tiết mục rất là hoành tráng, rất là suôn sẻ. Và tụi con nên nở một nụ cười thật là tươi đi. Chắc chắn ngày hôm nay chú tin điểm số cũng rất là cao. Và đây là cặp đôi Văn Minh và Ngọc Dầu. Quý vị thân mến, vừa rồi là những câu chuyện cổ tích ở Việt Nam của chúng ta. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi du lịch một tí xíu ạ. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị đến với những câu chuyện cổ tích phương Tây. Và đây là một trong số những câu chuyện rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Cô bé bán diêm. Và ngay bây giờ sẽ là âm nhạc của Phương Nhi và Cát Viên. Xin mời. Và những bao diêm đầy
lệ lòi trên đường phố em run lạnh. Chẳng còn ai đến đây cùng bé bán diêm mồ côi. Và năm mới đã đến, bên góc phố kia bé bán diêm đang ngồi. Em bé đôi và khóc, khóc một mình em khóc mãi không thôi. Rồi em mới được đến nơi mơ đang sáng. Ước mơ em thật nhớ nhoi và đáng thương hơi em. Em bé bán diêm giữa đêm lạnh em bé mồ côi. Cầu trời ban cho em một ánh sáng thiên thần sẽ đến với em bao giờ phút này. Em có biết chăng biết bao người đang nghĩ về em, để tình yêu thương về đây chạy trong trái tim này và thế gian như đã hòa tan. Nhìn tụi con thì chú thấy là thứ nhất là nóng vì mặc đồ mùa đông. Trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta thì cũng không khí châu Á còn hai thì cũng hơi nóng nhẹ ha. Cố gắng lên, chắc là được cộng điểm hả chị Trang ha. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào với tiết mục này ạ? Cô vẫn rất là thích cái phối hợp của hai đứa con. Nó rất là nhẹ nhàng mà cái giọng hai đứa con hòa quyện với nhau hát nghe rất là dễ chịu. Mà một trong những cái điểm mà khiến cho người ta nghe cảm giác nó hay hơn, nó dễ chịu hơn, đó là luôn luôn muôn đời phải có bè. Bài này tụi con bè rất là tốt, các viên bè cho bé Nhi tốt quá. Tại vì lại quay lại cái câu chuyện bè, là cái bè của cái bài này không phải là cái bè căn bản, cho nên tụi con phải dùng một cái giai điệu khác hoàn toàn để mà hát như là một bài hát khác, giai điệu khác, mà đi lòn cùng với nhau cái bè cao bè thấp rất là đẹp. Mà mình giữ được cái điều đó cho tới nguyên một cái đoạn điệp khúc cho tới cuối luôn không phải là chuyện đơn giản. Cho nên cái người hát bè mới là cái người quan trọng.
đó là cắt viên. Ngày hôm nay con làm rất là tốt. Tuy nhiên thì Phương Nhi cũng có thể hiện được cái chất của mình qua những cái đoạn điệp khúc mà cái đoạn có những nốt cao. Và cô đã nhìn thấy được con là rất là biết cách gằn giọng, đưa cái nội lực của mình vào trong những cái nốt cao trào đó. Cái giọng cao là đã là một cái lợi thế cho giọng nữ của mình rồi. Mình có thể có được cái âm vực nó rộng để mình thể hiện được nhiều bài hát. Nhưng luyện làm sao cho nó mạnh khỏe hơn để thoát ra khỏi cái giọng thiếu nhi á, thì điều đó nó sẽ giúp cho con chinh phục được nhiều bài hát hơn nữa. Và ngày hôm nay cô đã nhìn thấy được cái điểm sáng đó ở con. Chúc mừng hai đứa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin tiếp lời, xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Chú muốn nghe hai con hát lại câu cuối và cùng bè cho nhau. Lại một ngày tan cho em lại ước mơ. Mà hay cái là bắt vô liền luôn chị Trang. Bắt vô liền luôn, em này phải dò đó, rất là khó. Ngoài cái hay đó là cái sự phối hợp của hai con trong việc hòa bè cho nhau, thì một cái thông điệp mà chú muốn nói đến đó là cái cách mà các chú giám đốc âm nhạc đã chọn bài cho các con. Có nghĩa rằng là cái ước mơ và cái điều mong muốn về cái sự bình yên cho những cái đứa trẻ, đó là một cái điều mà luôn luôn nhiều người mơ ước tới. Mà trong cái câu chuyện cổ tích mà cô bé bán diêm ấy thì quá tội nghiệp đúng không mấy con? Đó thì chỉ là ước mơ một cái mái ấm gia đình trong một cái đêm đông giá lạnh thôi, nhưng mà cái điều đó nó cũng khó. Cho nên là đó cũng là một cái thông điệp mà các con cũng sẽ, khi hát bài này các con cũng sẽ phải hiểu, thấu hiểu và cảm thấy trân quý hơn với cái tình cảm gia đình hoặc là những cái người thân yêu hiện nay mà các con đang có. Và quay lại thì hai con, chú rất thích là cái hình ảnh của hai con ở đoạn đầu, khi mà đã choàng khăn rồi đội cái mũ len. Đó là cái điều mà chú cũng muốn chuyển tải. Có thể hai con là hai chị em, có thể hai con có thể là hai người bạn trong cuộc sống, ví dụ vậy. Nhưng mà cái sự thấu hiểu, thấu cảm lẫn nhau và chia sẻ trong cuộc sống, cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Và cái điều đó là cái thông điệp mà đẹp nhất của cái bài hát này. Và chú cũng chúc mừng vì hai con đã thả hồn trong một cái khung cảnh trong bài hát và thể hiện cái tình cảm dành cho nhau và đưa đến khán giả cảm thụ được cái điều đó. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Còn chú Gia Bảo thì sao ạ? Cảm xúc của chú ạ? Khi mà nhắc tới cô bé bán diêm á, thì thường là nó sẽ có một cái kết rất là buồn. Bản thân Remy, con gái của chú Gia Bảo á, mỗi lần mà nghe câu chuyện này là đều khóc, bởi vì thương cô bé bán diêm lắm. Nhưng mà rất là cảm ơn cái ca khúc này, là bởi vì mang một cái màu sắc mới cho cô bé bán diêm, là sẽ có một cái kết nó tươi đẹp hơn. Mà giọng của hai con hát cái bài này á, nó giống như là cái tiếng chuông ngân trong cái đêm Noel vậy đó. Nó rất là hay và rất là vang. À, thì chú Gia Bảo chỉ nhắc một chút nhẹ thôi, là ví dụ như về phần diễn, thì tại vì đây là cặp đôi thì mình phải diễn là nó phải chung với nhau. Đó, thì hồi nãy có một cái đoạn là bé bên trái Phương Nhi. Bé Phương Nhi á là đang ca mà đang cười, còn bé còn các lại viên. Là bé Cát Viên là lại đang buồn. Cho nên là hai cái trạng thái mình đang bị khác nhau, thì mình phải nên đồng nhất với nhau là tới lúc nào mình sẽ cùng cười để cho nó tươi sáng, và cái lúc nào mình buồn là để thương cho cái thân phận của cô bé bán diêm. Chứ mình hát chung mà tự nhiên một người đang cười tươi quay qua người kia đang rất buồn thì nó hơi bị chưa có hay cái chỗ đó. Và một cái nữa là khi mà con diễn, con đụng, con rờ lên cái cây á, và cái cây khô mà nó lạnh giá như thế này là nó rất là lạnh. Ví dụ như mình diễn chút xíu, ví dụ mình rờ vô mình có một cái vết lạnh, thì người ta sẽ tưởng tượng được là cô bé bán diêm cổ còn lạnh cỡ nào nữa. Đó, thì cái đó chỉ là một chút xíu thôi, nhưng mà bù lại là đây là một cái tiết mục rất là hay. Mà phải nói là mới cái tiết mục thứ hai thôi mà thấy sợ rồi đó, bây giờ ai hát cũng hay hết trơn á, giờ không biết sao chấm điểm luôn. Dạ đúng ạ, những cặp đôi sẽ làm khó ban giám khảo. Và ngày hôm nay tiết mục này, một tràng hô tay cho Phương Nhi và Cát Viên. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mà có thể nói là trong ngày rằm tháng 8 tất cả các bạn nhỏ đều rất là thích cái lễ Tết này, đó chính là Tết Trung Thu. Hãy cùng chúng tôi lên cung trăng thôi nào để gặp gỡ chị Hằng và chú Cùi với phần trình diễn của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Xin mời. Thank you.
ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói cuội nghe, ở cung trăng mai làm chi, bóng trăng trăng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Lặng nghe trăng gió bao nhau, chỉ kia quê quán ở đâu. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh, em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu, em cầm đèn sao em hót vàng vàng, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tùng dinh dinh tùng 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 dinh dinh, nay anh sao vui chim sao non ngà. Tùng dinh 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 tùng dinh dinh, anh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng gió anh trang, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lúc ninh đêm. Cùng bạn bè ngồi giữa anh trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tiếng đàn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn trang. Hát chi hát nga chúc tôi hồn mơ đến ngày về trái đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa lần ca khúc nhạc tình ta, có mọc tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngân ngơ tình chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kích hoài. Năm xưa dầu ngồi làm thơ tích hoài, chú cuội ngân ngơ tiếng chuyện năm xưa dầu ngồi làm thơ. Thiệt á chị Trang, em giận dễ sợ giận luôn, phá nát ký ức tuổi thơ của em. Em không nghĩ là chị Hằng lại quậy đến vậy.
Ngày hôm nay tụi con đã đưa tất cả quý vị đến với nhiều cung bậc khác nhau nha. Mở đầu là nhẹ nhàng với chú cuội ha, sau đó thì mạnh mẽ, có tiết tấu lên từ từ và cuối cùng bung nóc luôn, nhạc rock luôn. Xin mời ý kiến của nghệ sĩ Giá Bảo ạ, mời anh. Thực ra đây là một cái tiết mục rất là tươi, rất là sớm. Là bởi vì sau cái tiết mục của bé Băng Diêm vừa rồi thì nó cũng có hơi có chút buồn, qua tiết mục này thì rất là sớm. Thì trong tiết mục này thì chú Bảo khen bé Đức Vĩnh là bé Đức Vĩnh rất là tươi, tươi từ đầu rồi. Nhưng mà bé Quỳnh Anh thì còn bị hơi lo. Trong cái nét mặt của con nó còn hơi bị lo, đang còn hơi bị nhớ bài, cho nên con chưa có được tươi. Cho nên là cái bài này nó rất là tươi, nó vui mà. Nó là một cái lễ hội trung thu rất là vui, đã không có cái gì để buồn hết á. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau, mình hát bài vui là mình cứ vui đi. Cứ vui đi, rồi chuyện gì nó tới. Chứ nó không có cái gì mà mình buồn nha. Còn giọng ca của hai con thì hòa quyện rất là tốt. Thì về phần ca thì chắc là cô Đoan Trang sẽ nhận xét tốt hơn. Xin được cảm ơn nha Bảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Hai đứa con đang có cái năng lượng không có đều. Hai cái năng lượng phải được cân với nhau, phải được hòa quyện, phải được bổ trợ cho nhau một cách hợp lý nha con. Bây giờ đang tuổi lớn cho nên là cái anh chàng Đức Vĩnh là có vẻ là nhoi hơn hồi xưa rồi đó, có vẻ nhoi rồi hơn hồi nhỏ rồi đó. Còn Quỳnh Anh là đang tuổi bắt đầu tuổi teen mà, cho nên người ta cũng có những cái cảm xúc và biết bực, biết giận, rồi biết cũng như hơi ngại, hơi là mắc cỡ con hơn. Gái tí xíu. Đúng rồi, mỗi bạn một cá tính, con không thể nào giống các bạn khác được, bởi vì con là con. Tuy nhiên, mình nói ở đây có nghĩa là các con về, nếu muốn tiếp tục là một cái cặp đôi mà xuất sắc sau nhiều cái thời gian mình rèn luyện, thì mình phải rèn luyện nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ dừng lại ở trong cái giọng hát nha con. Đây là những cái bước đầu tiên, những cái viên đá đầu tiên để con đặt, để con xây cái ngôi nhà của con. Cho nên phải nhớ lời của các cô chú, cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Cô vẫn rất là tin cặp đôi này nhiều lắm. Cô tin tưởng ở tụi con nhiều lắm. Cho nên cố lên nha. Cảm ơn cô ạ. Mà chú hỏi thiệt là trong quá trình hai đứa tập với nhau á, là có giận hờn gì nhau không? Không luôn. Đó, bây giờ mặt tươi nè. Không hỏi thiệt. Tại vì chú Minh Sùi thấy con bước ra, trời ơi, người ta được gặp Hằng Nga là người ta thấy là một cái gì đó nó đẹp, nó tươi đúng không? Con ra thăm xuống con ngồi con hát chứ bạn. Con nhảy luôn á nha, rút kinh nghiệm nha. Còn không thì cái này là cái hay nè. Về nhìn vô gương hát, đúng không cô Trang? Về nhìn vô gương hát rồi con cười lên, con hát thử coi lúc đó cái mặt của con đẹp không, con sửa khẩu hình của con lại ha, hoặc là con sửa cái tinh thần của mình lại tí xíu. Đúng đó, rồi. Tập nhiều lần thành thói quen. Đúng rồi, hoặc là trong mấy cái ngày mà đi lên tập sân khấu á, chắc chắn là các con sẽ được tập trên 2 lần. Dạ. Đúng không? Thì nói mẹ quay phim lại, xong rồi có một lần mình sẽ làm như thiệt, xong mẹ quay phim lại mình coi, mình biết là mình đang có cái vấn đề của mình nằm ở đâu để mình sửa nha con. Chứ con buồn mà cái mặt không có tươi, giống như là Hằng Nga mà bán bánh trung thu mà bị ế vậy. Bị sale đại hạ giá. Mua 1 tặng 4 tặng 5 lần. Nó buồn phải không? Nhưng mà cái hay là hôm nay là Đức Vĩnh Quỳnh Anh hát rock rồi đó nha. Chính xác. Lên chính tới xác. Đất rồi đó. Dạ, xin mời anh Hoàng Nhật Nam ạ. Còn chú nhìn quanh chú rất là giận Vũ Đoàn. Vì sao? Vì cái tiết mục này gợi nhớ một tuổi thơ của chú. Mà nhìn quanh nó không có một cái lồng đèn nào là lồng đèn con cá cả. Bây giờ chú thông cảm đi, bởi vì bây giờ nó đã qua cái mùa đó rồi. Không phải, bây nhiều giờ khi tìm đi khó lắm. Đi ra tiệm không có chú, giờ có mấy cái này thì mua mấy cái này thôi. Chưa kể mình khen tiết mục này cái là biết sao không? Bây giờ là đa số mà xài bằng pin rất nhiều. Mà em không thích con em xài bằng pin. Em thích con em xài giày nè. Chị cũng nó vậy. Nó đúng là cái lồng đèn của hồi xưa. Dấu dấu vô còn cái này cũng bằng pin ở trong mà dấu dấu vô. Tao ý là cái bằng cái giấy kiến này nè. Đúng, phải là cái này đúng anh. Yeah. Mà cái này hồi xưa mà thời mà chú chơi á là phía bên trong là có gắn cái đèn lò nến xo, á. Cái lò xo để lò nó cài vô. Gắn cái nến. Gắn cái nến. Đúng rồi. Sau đó là gió thổi là mình cứ lấy một cái cây nhang mà nó có phát sáng đó. Dạ. Là để châm vào. Vô. Và cái này là thắp sáng tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ luôn. Chính cho xác. Nên các con á là mùa trung thu phải chơi cái đèn này, không có chơi đèn bằng nhựa nghe chưa? Đúng rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam mình. Đó, và chú nhớ hồi nhỏ chú còn chơi đầu lân, chú làm lấy cái mền đó trùm phía sau để làm cái đuôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi còn cái đầu nhỏ rồi làm ông địa bắt đầu nhét quần áo vào để làm cái bụng bự. Yeah. Mà giống như chú Gia Bảo là đâu cần phải nhét mền mà đâu. Bây giờ là có sẵn rồi, không cần nữa. Đó thì cái tiết mục này rất dễ thương, ngoài nhắc đến hai cái nhân vật trong cổ tích là chú Cuội với là chị Hằng Nga ra thì hai con đã thể hiện được hai cái màu sắc của mình luôn.
cái gì đó rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào ở đoạn đầu, và đoạn sau thì là một cái màu sắc gọi là rock, rất là tưng bừng, rất là máu lửa. Rồi chúc mừng hai con. Cảm ơn chú ạ. Hơi bóp mẹ nhỏ. Em nhớ không lầm là những cái tuần trước thì lúc mà ban giám khảo nhận xét, Đức Vĩnh cười lên. Vậy hả? Cười lên. Hôm nay cũng vậy. Hôm nay cũng vậy. Lúc mà anh nói là cười tươi lên, vui lên. Cười tươi lên, nhưng mà nói trong miệng á chị. Em đứng đây em nghe, nhưng mà thật sự đúng rồi con. Đây, có Đức Vĩnh thì con cứ thoải mái đi, tại vì hai tụi con sẽ bổ trợ cho nhau, hiểu không? Mình là một cặp đôi, hai người tốt hơn một người chứ. Nha. Năng lượng chung. Một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết thì Thạch Xanh của chúng ta là một chàng trai rất là thật thà và chất phác, đi giết chàng tinh nhưng mà lại bị Lý Thông cướp công, và đặc biệt hơn hết là bị cho vào ngục tối, nhưng lại có một chiếc đàn. Anh chàng này lại giải sầu bằng cách là đánh đàn, và từ đó nhạc sĩ Tuấn Khanh của chúng tôi cũng dựa trên cái cảm xúc này mà viết ra một ca khúc mang tựa đề Giọt Đàn Thạch Xanh. Và ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai nhân vật rất là nội lực trong giọng hát của mình. Xin được giới thiệu Ngọc Nhi và Nhật Minh. Đàn hãy kêu tiếng ơi, bình tĩnh nào, hãy cứ một ngày nắng cháy chờ mưa xuống, em phía xa làn gió thơm về, một giọt mồ hôi rơi về trên đất là tiếng hát đời thạch xanh. Mưa rơi mát cho ngày xanh, nghe mưa tắt cất một tiếng nào. Hãy subscribe.
Trời ơi, máu lửa quá. Phần cuối cùng một tràng tay nữa cho Nhất Minh và Ngọc Nhi. Chắc chắn là chú Gia Bảo phải wow lên một cái nữa rồi đúng không ạ? Mời chú. Wow. Lần đầu tiên tôi thấy thạch xanh mà có một múi. Thường thạch xanh người ta sáu múi cục cục cục. À, thạch xanh này có chút xíu mà sao cái giọng nội lực dễ sợ luôn á. Chính xác. Mà sao hình như con là phiên bản nhí của chú Gia Bảo hồi nhỏ ta. Đúng ta. Thôi ơi. À, thật ra là hai bạn này nó có một cái điểm chung là giọng hát rất là nội lực và nó có cái chất ma mị trong cái giọng hát nữa. Nếu mà là chú Bảo góp ý là bé Ngọc Nhi á, đừng làm công chúa, con làm con chằn mới ghê. Con chằn mới ghê. Thiệt. Minh Hóa đâu mình hát, con hát mấy cái nốt đầu tiên mà con hát. Nếu mà là con chằn hát nó nổi da gà đó. Vậy là mình sẽ phải hóa trang, mình quấn mấy cái đuôi vô dài 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 xong mình hóa ra cái đầu thành con chằn từ bên đây hát thôi. Đó, không á, mình quá trang thôi, hiểu không? Đó là thạch xanh hát đối đầu với con chằn đó, nó mới giữ. Nói chung là giọng hát rất là tốt. Và nói thiệt lúc đầu bé Nhật Minh hát đó, còn bé Nhi là hát cái câu gì đó, nãy con hát câu gì mà nghe nó ghê lắm, ma mị hả? Đúng rồi, đúng rồi, con hát lại câu đó thử. Hát mà giống như mình đang ở trong cái hang sâu vậy á. Mình tưởng tượng cái tiếng hang mà nó vọng 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 vọng. Đáng lẽ là làm bài phát, nhưng mà tự là phát luôn. Thì đó, về nhà khỏi chỉnh. Live mà. Hát như vậy mà làm con chằn là còn thấy ghê nữa. Đó. Lúc đó là sao nghe tao? Ôi mấy giờ mới hay. Không, mình hát giống vậy thôi mà mình quá tân, nó lạ hơn. Dạ. Đúng, lúc đó cho chú Minh Sù trợ diễn hóa thân thành Quỳnh Nga công chúa đi. Đây. Trời ơi, xin lỗi, hóa trang nữ hơi đẹp đúng không ạ? Ưng lắm. Ưng chứ. Nói chung là đây là một cái tiết mục rất là ma mị, nó khác với các màu khác màu sắc nãy giờ. Cho nên tiết mục này cũng rất là hay đó nha. Xin được cảm ơn chú Gia Bảo. Dạ, cảm ơn chú. Mời cô Đoan Trang. Như mọi người cũng biết là ở cái độ tuổi này á, là cái chất giọng của tụi con là thuộc loại hiếm, chứ không có phổ biến. Cái chất mà hát rock được, cái chất khàn mà vẫn đẩy lên nốt cao rất là bén, đó là hai đứa con. Nói như vậy để cho tụi con thấy cái thế mạnh của mình, để luôn luôn cố gắng và gìn giữ nó. Còn trong cái phần hát ngày hôm nay á, thì rõ ràng vẫn là tụi con vẫn rất là cá tính, vẫn rất là nội lực. Nhưng mà cho cô góp ý một chút xíu, mình cũng đi theo cái trend là hát rock với hát những cái đồ ma mị á, là mình phải kéo. Nhưng mà đừng làm quá nhiều. Đừng làm quá nhiều, mình phải suy tính ở trong cái chiến lược hát của mình. Ví dụ như trong cái đoạn A nó có 6 câu hay là nó có 8 câu thì mình phải tính ra là mình phải hát như thế nào, cái chỗ nào mình nên kéo, chỗ nào mình bỏ nhỏ hay chỗ nào mình bỏ không kéo. Nhưng mà cái câu kế tiếp nó cũng hơi tương tự như vậy, mình kéo thì mình mới tạo được cái sự khác biệt. Còn ngoài ra cô rất là thích ở cái năng lượng của hai đứa con ngày hôm nay. Cái điểm tốt của hai đứa con là giữ được năng lượng từ đầu cho tới cuối, không bao giờ bị tuột. Cái đó là cái cần thiết. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, mời chú Hoàng Nhân Nam tiếp nói ạ. Đây là một cái câu chuyện cổ tích nữa về nhân vật Thạch Xanh và công chúa Quỳnh Nga. Nhưng mà góp ý của chú Gia Bảo cũng rất là thú vị. Bởi vì ngày hôm qua thì mình chưa có lên phục trang của công chúa, mà hôm nay lên phục trang rồi mà công chúa máu lửa quá, lúc nào cũng nội lực mà gầm gừ đó. Thì chú Nam nghĩ là theo góp ý của chú Gia Bảo mà cho con hóa thân thành chằn tinh để đối đầu với Thạch Xanh thì chắc sẽ đúng là con hơn. Bởi vì bản thân. Nhưng mà không sao, thì hôm nay hai con đã thể hiện một cái bài rất là máu lửa mà rất là năng lượng. Và cái anh Thạch Xanh này thật sự là rất là dễ cưng trong dễ cưng tất cả những cái phần mà đây một phiên bản Thạch Xanh kiểu Nhật Minh cũng không sao, đâu phải khi nào Thạch Xanh cũng sáu múi phải không con? Rồi vài bữa mình sẽ đi tập thể dục cho có sáu múi sau đó. Thì hy vọng là các con sẽ tiếp thu những cái góp ý của các cô chú về phần ca diễn để mà mình sẽ có những cái phần trình diễn tiến bộ hơn trong những cái vòng thi sau. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Quý vị thân mến, tiết mục cuối cùng của chúng ta sẽ mời tất cả quý vị sẽ đến với một khu vực mới. Dạ vâng, ở cổ tích luôn ạ. Đây là
khu vực có rất là nhiều dân cư Âu Lạc, anh hùng bất khuất, và đặc biệt là có An Dương Vương cùng với nỏ thần của mình chống giặc ngoại xâm. Và hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ hai nhân vật Tấn Bảo và Thái Hà với câu chuyện về Thành Cổ Loa. Xin mời. Trong an lành chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần, nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ nó thần kia mang móng chân rùa vàng, chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo tàng. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành Cổ Loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Phía lân bang thức trắng đêm chiều đã kia, với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành Loa. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tan tác, vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha móng thiêng, lắm nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biến bề dâu, ta tìm nơi nào bóng dáng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi sau ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngọc thiết ghi dấu to tương. Đoàn quân tiến công thành Loa, cờ giặc trời mây vang vang tiếng hò reo, mà còn đâu bóng thiêng rùa vàng. Người Âu Lạc nước mắt nhà tan, thương thế An Dương Vương đưa con gái yêu vùng ra đi. Họ không hề vượt Nam áo lông ngóng do đường vẫn ghi, mà rồi ngờ đâu bước qua thù càng đến gần, giặc ngồi sau lưng vẫn vang. Tình ý còn đây, thân tháng trên dặm
chồng Thúy Mỹ Châu. Lời ai oán ngàn sao. Và một câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ giọng hát của hai con. Chú Minh Xù rất là bất ngờ. Nào, xin lại đây nào, con trai. Đó, đứng cạnh nhau. Chắc chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi. Xin mời chị chia sẻ luôn ạ. Các con đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay. Các con có biết nó là gì không? Dạ, là câu chuyện chị Mỹ Châu Trọng Thủy. Rồi, có biết cái kết quả của nó là cái gì không? Dạ thưa cô, là Mỹ Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúng rồi, Mỹ Châu, công chúa Mỹ Châu đã chết dưới tay của cha mình, đó là vua An Dương Vương, bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho quân giặc ha. Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ, bởi vì hai đứa con đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới. Mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn để tạo thành một cái nét khác biệt của mình. Đánh võ được không? Đúng rồi. Đánh võ rất rồi là đá nữa. Đó rồi rất trang là phục. Dũng mãnh. Đúng rồi. Trang phục của tụi con cũng vậy, cũng khá là đẹp mắt nữa. Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà, con thoải mái lên cho con. Mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh. Thì giọng hát của mình đã hay rồi, nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn, nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn nha con. Chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng. Còn ngoài ra thì tiết mục này thì cô rất là thích. Và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công. Cảm ơn cô ạ. Để xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á, đó là về cái gương mặt của mình. Thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á, con hay cái gương mặt nó giống hơi ưu tư. Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế. Thì nguyên một cái đoạn đầu á thì chú thấy mặt con hơi cứ bị âu sầu. Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á, lúc mà con sang bên này, thì lúc mà nhạc, beat nhạc càng nổi lên dữ dội, thì lúc đó con đã nhập cuộc. Và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại đó, thì con lưu ý cái đoạn này nha. Còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn, mà hai con cũng đã thể hiện được. Và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh, rồi đến hào hùng, xong sau đó là đến hơi bi chút rồi lại nổi lên, tức là nó cứ đổi liên tục à. Rất như là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát. Đúng. Bình thường đơn giản. Mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. Đó thì đó cũng là một cái nỗ lực của hai con, và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái góp ý của chú. Và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca rất là thành công, bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thủy Mỹ Châu. Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chênh với nhau về độ tuổi, đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng, về tất cả mọi thứ. Thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng, nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay. Bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca. Và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á, thì những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lỗ tai lắm. Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn. Đó, rồi đánh võ, rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn. Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước. Và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước. Đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà.
Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 5 phần thi của 5 cặp đôi vàng nhí. Và chắc chắn ban giám khảo của chúng tôi đang rất là đau đầu, bởi vì tuần này sự nỗ lực không ngừng của những cặp đôi, và đặc biệt là những tiết mục rất là hoành tráng trên sân khấu. Và hãy cho chúng tôi ít phút sẽ quay trở lại để công bố kết quả đối với tất cả quý vị nhé. Xin mời. Xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhí 2019. Và giây phút rất là quan trọng, chúng ta sẽ chào đón sự quay trở lại của 5 cặp đôi để đến với kết quả đêm thi tối nay. Xin mời Văn Minh Ngọc Giao, Các Viên Phương Nhi, Đức Vĩnh Quyền Anh, Nhật Minh Ngọc Nhi, và cuối cùng Tấn Bảo và Thái Hà. Quý vị thân mến, đêm thi tối nay quả là một đêm thi rất là ấn tượng và hấp dẫn, đúng không ạ? Rất nhiều câu chuyện cổ tích được chia sẻ bởi âm nhạc của các con. Và chắc chắn rồi, 5 cặp đôi ngày hôm nay rất xứng đáng nhận được thêm một tràng pháo tay thật lớn, đúng không ạ? Cảm ơn tụi con đã nỗ lực không ngừng trong một tuần vừa qua để mang lại cho tất cả quý vị những giá trị âm nhạc nghệ thuật rất cao. Và đêm nay sẽ là những điểm số dành cho 5 cặp đôi. Chúng ta có một điểm cao nhất, một điểm cao nhì, hai điểm cao thứ ba và một điểm cao thứ tư. Điểm cao nhất với tổng số điểm của 3 vị giám khảo là 29,5 điểm. Xin được chúc mừng cho cặp đôi có lấp lánh trên đầu. Ai có lấp lánh trên đầu? Ba cặp đôi luôn. Chưa ai dưới đây nữa. À, cả 4 cặp đôi luôn à. Đây nữa. À, 5 cặp đôi luôn à. Và xin được chúc mừng cho hai chàng trai Tấn Bảo và Thái Hà, 29,5 điểm, cao nhất tối nay. Về nhì chỉ ít hơn có 0,25 thôi tụi con, 29,25 điểm. Xin được chúc mừng cho một trai một gái cũng có lấp lánh trên đầu, Văn Minh Ngọc Giao. Yeah, chúc mừng tụi con. Về thứ ba với 29 điểm, xin được dành một tràng hỗ tay để cùng ăn mừng với cặp đôi, mang lại không khí trong dịp Tết Trung Thu. Chúc mừng Đức Vĩnh và Quyền Anh. Và như chú Minh Dù đã chia sẻ, chúng ta có hai cặp đôi đồng giải ba là 29 điểm. Xin được chúc mừng cặp đôi còn lại. Câu chuyện cổ tích liên quan tới Thạch Sành Lý Thông, chúc mừng cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Và đồng nghĩa với 28,5 điểm là số điểm của cặp đôi Cát Viên và Phương Nhi. Xin được chúc mừng các con. Khép lại những câu chuyện cổ tích và những điểm số phù hợp với các con trong đêm thi tối nay thì sẽ là một giải thưởng. Hàng tuần chúng ta sẽ có giải tiết mục ấn tượng nhất tuần. Xin được mời ban giám khảo thống nhất và đưa ra quyết định của mình. Xin mời ạ. Ngày hôm nay chú Gia Bảo ngồi đây một số thôi, cho nên là được chú Hoàng Nhật Nam cũng như cô Đăng Trang thống nhất với nhau hết. Xong rồi chú Gia Bảo là người sẽ đưa ra cái quyết định này. Đặc biệt là đây là một ca khúc rất khó ca, nhưng mà các bạn đã làm được. Cho nên ngày hôm nay là ban giám khảo quyết định là giải ấn tượng sẽ thuộc về bà cặp đôi. Thái Hà và Tấn Bảo. Xin được chúc mừng cho hai tụi con. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để trao thưởng cho các con. Giải thưởng 5 triệu đồng. Chúc mừng hai con.
Thank you.